Đây là con đường tại sân bay đi từ nhà ga nội địa T1 đến nhà để xe ở nhà ga quốc tế T2. Bây giờ là 10 giờ đêm. Mình cũng vừa làm xong công việc, làm xong chuyến bay cuối cùng trong ngày. Thời tiết hiện tại ban đêm thì rất là mát mẻ. Mặc dù là buổi chiều thì thời tiết nóng bức của mùa hè. Bây giờ thì cũng đến tầm cuối tháng 7, cho nên là thời tiết cũng không còn quá nắng nóng cao điểm như hồi tháng 6, nhưng mà vẫn rất là nóng. Hồi tháng 6 thì thời tiết nhiệt độ đo ngoài không khí có thể là tầm 37, 38 độ, nhưng mà các bạn biết đấy, ở trong sân ấy, nhiệt độ đo thực tế có thể lên tới hơn 60 độ C. Rất là nóng, khiến cho thể lực của nhân viên hàng không suy giảm rất là nhiều sau những cái cơn nắng nóng như vậy. Tuy nhiên thì công việc lao động nào thì cũng vất vả như nhau cả. Ở mỗi công việc nó sẽ có những cái vất vả đặc thù riêng. Ngành hàng không thì cũng có những cái đặc thù riêng, có sự vất vả của nó. Cho nên tùy vào thể trạng mỗi người, tùy vào cái sở thích, hoặc là tùy vào những cái tư tưởng của mỗi người, thì các bạn sẽ cảm thấy phù hợp với cái công việc nào. Còn đâu thì công việc nào cũng tốt cả, cứ làm việc chân chính thì đều là tốt. Lao động là vinh quang. Đấy, mọi đồng tiền mình kiếm ra đều là mồ hôi, nước mắt. Mồ hôi, thậm chí cả nước mắt đấy các bạn. Như hôm nay là mình chuyến bay thì cũng là xong sớm. Nên là sớm theo nghĩa là nó đúng giờ, không bị trễ, chuyến bay không trễ, không delay. Về thì đúng giờ, mặc dù bây giờ cũng là 10 giờ đêm. Đấy, 10 giờ đêm. Đấy, tuy nhiên thì như các bạn có thể thấy, phía bên làn đường này là cái làn đường của xe đi lên nhà ga T2, đúng không? Rất là đông. Các bạn nhìn này, hàng xe rất là dài. Bởi vì vào ban đêm ấy thì nó lại là những cái khung giờ rất là đẹp cho những cái chuyến bay quốc tế. Trước thời kỳ đại dịch Covid thì các chuyến bay quốc tế bay ở cái tầm khung giờ này rất là nhiều luôn. Bay đi Nhật, bay đi Hàn, bay đi Trung Quốc, bay đi các nước. Đấy, cách đoàn của Hàn Quốc, cách đoàn của Trung Quốc rất là nhiều. Đây là thảm cỏ ở nhà ga quốc tế T2. Thảm cỏ này mà các bạn nhìn vào ban ngày thì rất là đẹp. Hiện tại thì mình đang đến cái bãi để xe của nhà ga quốc tế T2. Đây là bãi để xe máy, và có thể nói đây là cái bãi để xe mình thấy là sạch sẽ và hiện đại nhất ở sân bay thời điểm hiện tại. Do vậy mặc dù là từ nhà ga T1 mà đi bộ sang đây thì đi mất khoảng tầm 10 phút, nhưng mà mình cũng vẫn đi bộ sang đây để lấy xe, để xe ở đây và lấy xe ở đây. Bởi vì nhà ga thì cũng bãi để xe thì cũng hiện đại, sạch sẽ. Bây giờ chúng ta đang đến cái nhà để xe ở T2. Nên mình sẽ quay một chút cho các bạn, cũng là để các bạn thấy rằng, để các bạn thấy cái cách đi lại ở cái sân bay như thế nào. Nếu các bạn mà có đưa người nhà đi lên sân bay ở nhà ga T1 hoặc là nhà ga T2 thì các bạn có thể tham khảo để xe ở cái bãi để xe này. Các bạn có thể thấy rất là hiện đại. Rồi, bây giờ là cái mình đã đến nơi để xe máy, và mình cũng sẽ kết thúc cái clip tại đây, và xin chào các bạn.